Không quân Indonesia điều 4 máy bay chiến đấu tới Biển Đông hôm 7 tháng Giêng trong một cuộc đối đầu với Bắc Kinh sau khi Jakarta phản đối việc Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế. Trong một video được Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia công bố, cuộc đối đầu bắt đầu vào giữa tháng 12 khi một tàu hải cảnh Trung Quốc đi cùng các tàu đánh cá tiến vào vùng biển ngoài khơi bờ biển quần đảo Natuna ở phía bắc Indonesia, khiến Jakarta chịu đại sứ của Bắc Kinh. Vấn đề này đã làm xấu đi mối quan hệ nhìn chung thân thiện của Indonesia đối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là nước đầu tư lớn tại quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng hôm 7 tháng Giêng cho biết, Bắc Kinh đã mở các kênh ngoại giao với Indonesia giữa lúc vụ đối đầu lớn nhất trên Biển Đông trong nhiều năm nay đang leo thang. Chính phủ Indonesia hôm 6 tháng Giêng nói sẽ huy động ngư dân gia nhập cùng với các tàu chiến ở Biển Đông để phòng vệ trước các tàu bè Trung Quốc.